màu hai bên nhá, bút này nhá, trắng nửa này, đỏ này, chấm này. Vài bông đây nữa. Tiếng tỉa ngọn là ok. Đây, tạm thời làm một nửa cây rồi. Đây, đắp. Lấy bay chát vào. Cho nhiều bông vào chút, nhiều bông vào sẽ đẹp, bông ra đẹp. Cận cảnh vẽ này thế thôi, cứ chấm thế thôi, không cần cầu kỳ. Lên lá nữa là ok đấy. Tạm thời đấy.